Xin chào các bạn, thưa các bạn, tại Khang Audio hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và mở hộp hai cái thiết bị đầu cơ than và Phonobox của hãng Project Carbon DBU. Và cái Phonobox Project Box S2, thưa các bạn, là đầu cơ than Project DBU này có cái giá trị là 17 triệu, còn cái Phonobox S2 này có giá trị là 6 triệu, và tổng thành hai thiết bị này nó là 23 triệu. Và khi chúng tôi đầu tư với mức 23 triệu và trải nghiệm thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng âm thanh của nó rất là tốt, bởi nó được quy định bởi một số các cái đặc điểm rất điển hình trong cái hệ thống này. Đó chính là Project DBU này là một cái sản phẩm handmade làm từ Cộng hòa Séc, và nó hay ở chỗ là nó được sử dụng cái nguồn điện xung, không sử dụng các thông qua biến thế, và cái yếu tố này nó đã cách nhiễu. Yếu tố thứ hai đó chính là nó sử dụng một cái kim của hãng Octophone của Đan Mạch, rất nổi tiếng trong dòng thiết bị đầu độc analog. Thứ ba nữa là nó có một cái tay cần bằng carbon, và nguyên lý là tay thẳng, do vậy là nó cho được cái sự chính xác rất là cao. Và đặc biệt hơn nữa, ở cái thiết bị này nó rất là cảm thấy thích thú cho người dùng khi mà nó được làm handmade, do cái hoàn thiện vỏ của nó bằng gỗ óc chó. Cái Phonobox Project S2 này thì thực sự khi chúng tôi kết hợp với nó, và để kết hợp với một cái âm ly bóng đèn, nó đòi hỏi là độ khuếch đại là vừa đủ và nó không có nhiễu, thì thực sự là những cái âm thanh mà khuếch đại từ cái Phonobox S2 này khi kết hợp với âm ly đèn, chúng tôi thực sự rất là hài lòng. Thưa các bạn, cái đầu Project Carbon DBU này cho chúng ta được một cái chất lượng âm thanh phải nói rằng là vượt xa cái giá trị mà chúng ta đầu tư, và thực sự nó là một cái sản phẩm rất là tinh tế, giúp cho cái người chơi audio, những cái người chơi đĩa than nhìn thấy là thích thú vì cái kiểu dáng, vì sự hoàn thiện của nó. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.